nghệ sĩ Trung Quốc kể chuyện về cuộc sống ở London qua các bức tranh của mình, tên từ London. Cho cuộc triển lãm đầu tiên của mình tại Anh Quốc vừa mở ra vào hôm thứ Sáu, nghệ sĩ hàng đầu của Trung Quốc, ông Liu Xiaodong đã vẽ lại cuộc gặp gỡ của mình với những người London và cuộc sống ở London. Tập trung vào ba doanh nghiệp địa phương, trong đó có hai quán rượu đông khách và một nhà hàng Trung Đông, ông đã sáng tạo một bức tranh dầu gần bằng kích thước thật và 8 bức tranh acrylic tại mỗi địa điểm. Người nghệ sĩ Bắc Kinh đã viết và vẽ trong một cuốn tập và sau đó chụp hình trước khi xây dựng một phòng vẽ tạm thời tại chỗ để vẽ en plein air. Các nhà phê bình đã so sánh tác phẩm của ông với các tác phẩm của Lucien Freud. Cuộc triển lãm mang tên Một nửa con đường cho thấy hàm ý rằng dự án tập trung vào địa lý vì tất cả các địa điểm được vẽ lại đều không quá xa phòng triển lãm Lisson có thể đi bộ đến. Tuy nhiên, tựa đề này còn một hàm ý thứ hai, đó là nó cũng gợi lên một điểm gặp gỡ. Bức tranh quán rượu xanh đã được thực hiện tại một quán rượu ở trung tâm London và quán rượu được mô tả với các người chủ và con chó của họ được vẽ trong hơn 4 ngày liên tiếp trong giờ mở cửa của quán rượu. Một quán rượu khác gần đó thuộc sở hữu của vợ chồng Lambeau đến từ Ba Lan và Pháp đã là chủ đề cho bức tranh thứ hai, quán rượu trắng. Con trai của họ, Francis, 17 tháng tuổi, cũng đã nổi bật trong bức tranh. Địa điểm cuối cùng được thể hiện trong bức tranh nhà hàng Ai Cập là một phòng ăn ở tầng trên của một quán ăn tại London, nơi đây từng là một rạp chiếu phim cũ. Căn phòng được vẽ trống không, không có người, với máy truyền hình tắt và những chiếc ghế giống như vừa mới bị bỏ trống hoặc như đang chờ đợi có người mới đến ngồi vào. Tác phẩm được vẽ ngay sau lễ Eid là buổi lễ ăn mừng sau mùa chay Ramadan. Ông Liu Xiaodong đã ở London 2 tuần để chọn lựa những địa điểm mà ông có được một kết nối cảm xúc với các nhân viên. Ông Liu đã vẽ hình người ta trong 3 thập niên và đôi khi ông vẽ những người mà ông không biết. Nhưng trước hết, ông luôn dành thời gian để tìm hiểu họ. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài cho đến ngày 2 tháng 11.